Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình khui hộp và test các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của kênh công nghệ TLD. Thưa các bạn, đây là chiếc laptop đầu tiên mình mang về Việt Nam. Có mã là Dell Latitude 9510, Dell Latitude các bạn ạ. Và chiếc máy này nó sẽ na ná giống với phiên bản Dell XPS 95, nhưng XPS vẫn là XPS. Và dòng Latitude thì các bạn sẽ thấy là nó dành cho doanh nghiệp. Đây là chiếc máy có độ bền cực kỳ cao và có giá bán không hề rẻ tại thị trường Việt Nam. Và tớ đã chuyển vùng bảo hành 3 năm về thị trường Việt Nam. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu dòng Dell Latitude 9510 có chất lượng độ bền như nào nhé. Bật mí với các bạn là tớ đã chuyển vùng bảo hành về 3 năm tại thị trường Việt Nam và bảo hành tại nhà chính hãng của Dell nhé. Là chính vì thế chúng ta dùng cực kỳ là yên tâm. Mời quý vị và các bạn đón xem ngay bây giờ đây. Các bạn là chiếc máy được mang về từ hộp Trung Quốc, Hoa Kỳ các bạn ạ. Ở Việt Nam mình chưa có đâu ạ. Lần nào được bóc siêu những dòng sản phẩm mới là cái tay cứ hơi run run. Đầu tiên chúng ta sẽ có một sạc oval 65W cần Type C. Chúng ta sẽ có một dây nguồn Made in China. Các bạn sẽ hỏi tại sao Mỹ lại là Made in China? Bởi vì nhà máy của Dell được sản xuất tại Trung Quốc và công nhân Trung Quốc sản xuất nhé. Cũng giống như chiếc điện thoại Samsung do Made in Bắc Ninh, công nhân Việt Nam chúng ta sản xuất đấy ạ. Bên trong nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. 9510. Con này có tích hợp AI đấy các bạn ạ. Và độ pin cực kỳ khủng. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu chiếc máy này nhé. Trời ơi, chiếc máy Dell Latitude đẹp dã man luôn các bạn ạ. Dòng Latitude thì thông thường sẽ có thiết kế tối giản mà bây giờ nó làm như này. Rất là khỏe khoắn luôn. Các bạn sẽ thấy là những cây viên này đều được mạ chrome sáng bóng này, hai hốc tản nhiệt được đưa về đằng sau. Với phiên bản này thì nó có cả phiên bản 2 trong 1, còn đây là phiên bản chiếc laptop thông thường các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy bản lề cũng được mạ chrome rất sáng luôn này. Và khi chúng ta mở máy thì nó sẽ như này. Đó. Đẹp thật. Toàn bộ vỏ máy đều bằng hợp kim nhôm các bạn ạ. Với trọng lượng máy là 1,5 kg. Đây, các bạn sẽ thấy cả viền này. Những chi tiết tối giản mà rất là sang luôn. Đây là lỗ khóa của máy này. Đây là cổng phone, cổng mic được tích hợp giao tiếp là chuẩn 3,5. Chúng ta sẽ có một cổng USB ở bên này các bạn ạ. Đằng trước này, nó sẽ làm một cái G ở đây. Các bạn sẽ thấy là đây, con này có 4 mic này, 1 này, 2 này, 3, 4 là thu tiếng của chúng ta này. Chúng ta mở máy đây này, cực kỳ đơn giản và dễ dàng. Đều được mạ chrome, đây là đèn tín hiệu của máy đang chạy này. Cha cha. Bên này chúng ta sẽ có 2 cổng turbo. Đây này. Các bạn cổng sạc Type C nhưng có tích hợp tín hiệu là turbo 3, cổng HDMI, đầu độc thẻ SD. Với cổng này truy xuất dữ liệu lên đến 40 GB/giây, nhanh nhất, mạnh nhất hiện nay, và chúng ta có thể kết nối ra màn hình độ phân giải lớn 5K, 6K và thậm chí có thể thêm eGPU cầm hình rời từ bên ngoài, khủng khiếp luôn. Ở bên dưới của máy này các bạn sẽ nhìn này. Thiết kế cực kỳ đơn giản, Latitude 9510 này. Việc mở máy ra cũng rất là đơn giản này, tem Windows bản quyền. Đây là những cái hốc này sẽ hút không khí và đẩy khí nóng ra đằng sau. Tớ sẽ mở luôn nội tạng của chiếc máy này để khám phá nhé. Mời quý vị và các bạn đón xem. Mở chiếc máy này cực kỳ đơn giản các bạn ạ. Chỉ những cái ốc 4 cạnh này. Vỏ máy ở dưới cũng bằng hợp kim nhôm. Chà chà, lần đầu tiên mình thấy quả pin nó to như này. 52W này các bạn này. Rất là to luôn. 2 quả loa này, vãi trưởng này. Còn đây là cái ổ cứng SD các bạn biết rồi này. Còn đây là để lắp cái WAN để chúng ta dùng mạng 4G các bạn nhé. CPU đều được on bên trong này. Các bạn ơi, đây là Wi-Fi của máy này, cũng được hàn chết trực tiếp trên bo này. Ở đây thì mình nhìn thiết kế này nó kín mít như này, mình sẽ tháo nó ra nhưng mà tháo ra là rất là nguy hiểm, thì mình sẽ tìm hiểu xem là bên cái gì bên trong, mình sẽ nói cho quý vị và các bạn nhé. Chiếc máy này có lẽ là chỉ sẽ không cho phép các bạn nâng cấp gì cả các bạn ạ, nó on hết, CPU và RAM on luôn. Vâng, thưa các bạn, đây có lẽ là chiếc máy Dell Latitude có viền màn hình phải nói là đẳng cấp, rất mỏng. Và các bạn sẽ thấy là nhìn những chi tiết rất hiện đại ở bên trên này. Các bạn sẽ thấy mắt hồng ngoại của nó này. Đó là tính năng nhận diện khuôn mặt, camera IR. Màn hình 15,6 inch với độ sáng 400 nits, Full HD. Nó còn có cả phiên bản màn hình cảm ứng có kính Gorilla Glass 6. Đây là tính năng che camera này. Đó, mình mở cam rồi này, các bạn sẽ nhìn này. Rất là đẹp đúng không? Máy có thể mở được như này nhá. Đó. Bàn phím của nó này. Chất đồng. Phím bật nguồn được tích hợp ở đây nhá. Hơi chìm một chút các bạn ạ. Này, bấm sướng không? Và những chi tiết này thì toàn bộ đều bỏ bằng hợp kim nhôm và phản phất một chút so với XPS. XPS thì làm full cái này to hơn, mà con chuột này to hơn. Nhưng lát cắt kim cương này rất sang trọng, bấm trái bấm phải này thì bấm sướng lắm các bạn ạ. Trái phải các bạn bấm bình thường nhé. Cao cấp thật đấy. Tớ sẽ kiểm tra mọi thứ bên trong này, cấu hình xem nào. LED phím màu trắng các bạn nhé. Đây các bạn sẽ thấy con chip này 10210U, RAM 8GB. Thực tế đây vẫn là thế hệ chip cũ chứ không phải là chip mới. Mới hơn thì nó là Ice Lake các bạn ạ. Đây, màn hình của nó là 1920x1080 này, 60Hz này. Mình sẽ kiểm tra bên trong của nó này. Con này đắt ngang ngửa XPS luôn. Đây là tính năng Win Hero này các bạn này, bảo mật vẫn là Win Hero này, nhận diện khuôn mặt này. Bluetooth con này là 5.1 các bạn nhá, 5.1 là mới nhất, nhanh nhất hiện nay với tín hiệu kết nối không dây về hình ảnh, âm thanh và hình ảnh bên ngoài. Camera của nó này. Ổ cứng SDLVMe 256GB chưa biết của hãng gì, chắc có lẽ là Dell nó build luôn. Vega là Vega On này. Wi-Fi 6 AX250 này. CPU của nó này các bạn này. Giá bán cực kỳ chua chát. Con này thì giá bán theo hãng mình thấy là $1.600 hay $1.700 gì đấy. Đang test ổ cứng cho mọi người nhá. Các bạn ơi, ổ cứng con này thì chỉ trên trung bình tí anh em ạ. Còn muốn ngon thì lắp ổ cứng mới mà nhá, chứ ổ cứng này thì mình đánh giá trên trung bình thôi. Bây giờ mấy con tốc độ ổ cứng ngon bây giờ nó đọc như là 991 chẳng hạn ấy, tàn là gần 4GB/giây. Đây chỉ được một lửa thôi. Anh em muốn ngon hơn thì lắp ổ cứng khác vào nhá. Con này build chưa biết là cái ổ cứng gì. Xem tản nhiệt của nó như nào nào. Con này phải nói thiết kế chả chê được vào đâu, đẹp thế. Nhìn kiểu nó khỏe, nó không giống như XPS, nhìn nó khỏe lắm ấy. Màu này cũng đẹp. Các bạn sẽ thấy là về tác vụ đồ họa thì phải nói với các bạn là chả khỏe tí nào. Bởi vì chiếc máy này trang bị chip U và không Vega rơi. Nếu anh em chơi game và làm đồ họa nặng thì con này không phù hợp với anh em. Con này duy nhất là anh em làm văn phòng. Đấy, các anh em di chuyển đi làm thích cái màn hình to, màn hình đẹp thì ok. Làm 2D thì ngon, còn 3D thì các bạn thấy nó giật tung người luôn. Đấy, anh em sẽ thấy mức FPS này lại ngon. Còn hệ thống tản nhiệt bên trong thì chắc chắn là rất là ngon rồi. Hợp kim nhôm, tản nhiệt mát và dẫn nhiệt cũng rất là nhanh. Quạt chạy như này là rất là êm và nhiệt độ chúng ta sẽ nhìn thấy là khoảng hơn 60 độ. Đấy, chán om luôn, chế độ 3D thì cực kỳ yếu bởi vì máy không có Vega rời anh em nhé. UHD Graphics 620 không giải quyết được gì cả, chế độ 3D mà nó chỉ làm tốt 2D thôi. FPS 7 thì không tính tiền. Nhiệt độ mức khoảng trên 70 độ C một chút. Chiếc máy này thì nói luôn với anh em là ngon nhất là màn hình. Đây là màn hình Full HD với độ sáng 400 nit và tỷ lệ bao phủ màu sRGB 100%. Tỷ lệ tương phản rất cao, trên 1000. Âm thanh nhá. Ui giời ơi. Anh em này âm thanh của nó chắc đâu. Đấy, luôn. Âm bát cực kỳ mạnh, hay không kém gì XPS. Với màu sắc trung thực, âm thanh hay, quá là ok luôn. Này màn hình càng đét, không cần phải màn hình 4K các bạn ạ. Âm thanh đỉnh đấy, đỉnh của đỉnh đấy. Đây, màn hình này, không nhìn này, 178 độ nhìn bình thường. Chất lượng âm thanh các bạn có thể nghe thấy là trong phòng 20m của mình đập không khác gì một cái 3mm. Nghe kiểu giống như với phiên bản gọi là MacBook Pro 16 inch với 6 loa. Con này nghe thì cũng không kém cạnh gì, rất to, rất rõ và âm bass rất mạnh. Nhưng mà nghe nó lại ấm chứ không phải là the thé luôn. Lại nhá. Con này mà xem phim giải trí và nghe nhạc thì quên sầu luôn anh em ơi. Chất lượng âm thanh quá đỉnh. Tỷ lệ bao phủ màu tốt, độ sáng tốt, không chê được vào đâu. Cho ở thang điểm 10 tất nhá. Nói anh em thế thôi, cho ở thang điểm 9 thôi bởi vì màn hình mới là Full HD thôi, chưa được 4K anh em ạ. Vâng, thưa các bạn là tớ đang test bằng phần mềm CBM 15R để test được chiếc máy này. Các bạn sẽ thấy điểm số của em i5 10210U có khoảng 587 CV. Sức mạnh bằng khoảng 60% so với em i7 8750H, nó là chip H để chuyên dành cho đồ họa. Cũng nói luôn với các bạn thế hệ chip U thì cũng không hy vọng quá nhiều khi làm đồ họa nặng hay chơi game nặng. Còn các bạn sẽ thấy là UHD Graphics 620 thì nó chỉ hỗ trợ các thuật toán video và hình ảnh siêu nét thôi. Còn làm đồ họa thì nó chỉ ở mức bình bình chung chung thôi, đơn giản thôi các bạn nhé, mà không làm được lằng đâu ạ. Chiếc máy này có ứng dụng công nghệ AI hoặc là trí tuệ nhân tạo, nghe rất là oai luôn. Và thời lượng pin của chiếc máy có thể trụ được 30 giờ. Từ đó thực sự là từ thời bé giờ hôm nay mới nghe thấy là 35 tuổi đầu thì chiếc laptop theo thông số của hãng 34 tiếng và xem các review nước ngoài thì test 30 tiếng các bạn ạ. Sợ thật. Ứng dụng công nghệ AI thì nó sẽ tính toán làm sao thời lượng pin dùng trên máy nó hợp lý, thì chính vì thế quả pin trong máy cũng rất là to. 30 giờ, các bạn ấy làm mấy ngày không cần phải sạc luôn. Kinh khủng khiếp luôn này. Có lẽ là một con chip yếu và là không tối ưu việc đồ họa nhiều nên cái thời lượng pin nó sẽ kéo dài ra. Đấy, mấy anh em mà làm văn phòng, doanh nhân mà di chuyển với em máy này thì hết sảy luôn. Màn hình 15,6 inch chỉ có trọng lượng là hơn 1 cân. Mà thiết kế nhìn cực khỏe. Đấy, điểm số nó chỉ như này thôi. Làm đồ hoa lăng thì không làm đâu anh em nhé. Các bạn ơi, đây là tựa game Alien các bạn nhé. Âm thanh con máy này phải nói hết sảy. Chất lượng màn hình thì quá ok rồi. Độ sáng tốt, tỷ lệ bao phủ màu cao nên nhìn hình ảnh rất đẹp. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy mức nhiệt độ chơi game khoảng 60 độ C. Và game cũng lưu ý anh em thì máy không có VGA rời, chip U. Đừng có chơi những tựa game nặng mà máy không đáp ứng được đâu, lại buồn anh em nhé. Những tựa game này vui chơi giải trí thoải mái anh em ạ. Âm thanh chất đấy, chất của nó đấy. Mức FPS chúng ta nhận được khoảng 50. Với những tựa game như là Dota này, Liên minh huyền thoại này, PUBG Mobile, cài và chơi thoải mái, Half-Life để chế bắn âm ầm luôn. Phế nhất là âm thanh chiếc máy này. Nhiệt độ như này thì tin tưởng để cài game mà chơi anh em nhá. Vâng, thưa các bạn, tôi hôm nay sắp 35 tuổi, là lần đầu tiên tôi nghe một chiếc laptop có tích hợp trí tuệ nhân tạo AI kèm theo những tính năng mà nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, chẳng hạn như camera nhận diện khuôn mặt, thời lượng pin vãi chưởng luôn, nghe đến tận 30 tiếng mà theo thông số của nhà sản xuất đọc 34 giờ. Và theo các review nước ngoài thì nếu dùng ở chế độ 60% màn hình, đấy, 60% màn hình kết nối Wi-Fi và các tác vụ phần mềm 30 tiếng. Một ngày chỉ có bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Mà nó dùng được 30 tiếng các bạn ạ. 24 tiếng là cả một ngày, trong khi đó chúng ta đi làm chỉ có 8 tiếng thôi. 8, 3, 24. Đấy. Các bạn tính xem là bao nhiêu ngày. Không cần phải sạc luôn anh em ạ. Kinh khủng không? Và âm thanh của chiếc máy thì quá là tuyệt vời. Với chất lượng màn hình cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Và kèm theo các cổng kết nối hiện đại. Nếu các bạn muốn khỏe chiếc máy này, chơi game và làm đồ họa thì cắm thêm cho nó một eGPU từ bên ngoài. Còn nó mới giải trí đa phương tiện thì màn hình của nó là nhất rồi. Còn muốn kết nối mạng 5G, 4G thì nó có khe cắm đấy, thêm vào. Đâu đó mình đặt cái sim đi về mình tìm hiểu khoảng 2 củ. Và giá bán đề xuất của Dell của chiếc máy này khoảng 1.800 đô. Về Việt Nam khoảng hơn 40 triệu. Tôi thưa anh em là làm xong video này bán cho anh em mức giá 35.500. Tớ khẳng định đây là chiếc laptop có màn hình đẹp nhất, âm thanh hay nhất và thời lượng pin tốt nhất thế giới hiện nay. Đấy, anh em mua về nhá. Còn nếu như anh em đã từng trải nghiệm một dòng sản phẩm kiểu dạng như này rồi, mình nghĩ ở Việt Nam đã có đâu mà trải nghiệm. Ở Việt Nam thì mình đã thấy một số cửa hàng sách về với phiên bản X360 2 trong 1. Với phiên bản màn hình cảm ứng của đây là chiếc laptop thông thường thì mình nghĩ các tác vụ của nó gần như là như nhau thôi. Nhưng chắc chắn với các bạn thời lượng pin đây là tốt nhất thế giới rồi. Còn nếu mà anh em hy vọng chiếc máy này để chơi game và làm đồ họa năng thì không phù hợp đâu. Cấu hình nó bình thường thôi. Với giá bán như này cũng cực kỳ chát, nó sẽ tương đương với phiên bản Dell XPS 9500. Nhưng thưa các bạn, tớ không hiểu sao nhìn chiếc máy này rất là cuốn hút. Và cái màu sắc nó rất đẹp, đấy, rất khỏe luôn. XPS thì các bạn sẽ biết nó sang chảnh đúng không? Nhưng XPS thì không thể dùng được pin 30 giờ đâu các bạn ạ. Chiếc máy này dùng được 30 giờ pin. Nếu các bạn cảm thấy phù hợp, nhắc anh em về. Đặc biệt các ông mấy ông doanh nhân mà di chuyển đi lại mà dùng chiếc máy này thời lượng pin như này thì quên sầu luôn anh em ạ. Bởi vì pin nó quá chỉnh, quá chuẩn chỉnh mà nghe nhạc, xem phim, giải trí trên màn hình quá đỉnh luôn. Còn nếu như các bạn mà thiết kế hoặc là làm cái gì mà cần cái màn hình chính xác thì đây là độ sáng 400 nit, tỷ lệ bao phủ màu 100%, chả có gì để chê cả, quá ngon luôn. Vâng, thưa các bạn, là chương trình đánh giá và test trong sản phẩm đó là Dell Latitude 9510 của mình xin đây là khép lại. Mà mình nhớ cách đây khoảng 4-5 tháng mình giới thiệu rất là nhiều người gọi con này, nhưng chỉ giới thiệu trên phim, trên YouTube thôi. Và đây là lần đầu tiên mình được sờ vào người thật, thực đây là chiếc máy ở Việt Nam nhá. Còn các bạn muốn trải nghiệm qua cửa hàng mình thì qua cửa hàng 304 Thái Hà để trải nghiệm dòng sản phẩm này. Giá bán sau video này 35.500 công khai mọi người nhá. Đã chuyển vùng bảo hành về Việt Nam đến 2023. Thái Hà Hồ Dùng, bảo hành Thái Dương. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại shop công nghệ TLD nhá. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.